Xin chào cả nhà, hôm nay Phước Sửu sẽ giới thiệu cho một cả nhà một cực phẩm tại một khu dân cư rất là đẹp tại quận 7. Đây là khu dân cư Sedeco ven sông. Với quy mô của khu dân cư này là 27 hectare. Thì hôm nay Phước Sửu giới thiệu cho mọi người một căn nhà ngay trước mặt Phước Sửu đây luôn. Với căn nhà này thì được là hai mặt tiền nha cả nhà. Diện tích là ngang chính, dài 18. Và mặt tiền chính của căn nhà là mặt tiền hướng Tây và một mặt tiền bên hông là hai con đường đều là đường lớn hết, và bên hông là hướng Bắc. Thì với cách xây dựng của căn nhà này là gồm là một hầm, một trệt, hai lầu và áp mái. Thì hiện tại căn nhà này với công năng là làm phòng cho thuê, thì tổng số phòng của căn nhà này là 15 phòng và với doanh thu của căn nhà này tầm khoảng 75-80 triệu. Một khu dân cư rất là đẹp và một cái địa thế rất là đắc địa, đó là căn nhà này nằm trực diện đối diện của công viên luôn. Mọi người nhìn thấy công viên rất là đẹp ha. Với cái tầm view này thì quý anh chị có thể là nhìn thấy được trường Đại học Quốc tế RMIT và có thể là view ra đại lộ Nguyễn Văn Linh. Và một cái view rất là đẹp nữa của căn nhà này là mình hơi nhìn xéo trên cao, nhìn xuống là mình có thể là thấy được một cái bờ sông của khu dân cư này. Một khu dân cư rất đẹp và di chuyển về quận 7 chỉ mất 2 phút, di chuyển về Phú Mỹ Hưng 3 phút và quý anh chị có di chuyển về chợ Bến Thành thì chỉ cần 10 phút đi xe máy. Một căn nhà với pháp lý sổ hồng đầy đủ, hoàn công rồi nha quý anh chị, và sang tên ngay với một mức giá là gọi là cực kỳ tuyệt vời để cho quý anh chị là có thể là mua sử dụng cho thuê lại với một nguồn kinh doanh doanh thu rất là ổn định lâu dài. Để có nhiều thông tin hơn của căn nhà thì quý anh chị là alo ngay cho Phước Sửu để quý Phước Sửu có thể là cung cấp cho quý anh chị là sổ hồng nè, rồi là bản vẽ thiết kế, và đặc biệt là quý anh chị có thể là đi xem trực tiếp qua căn nhà này để cảm nhận được một cái vẻ đẹp rất là tuyệt vời của căn nhà. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở nhiều video sau. Quý anh chị có cần ký gửi những cái sản phẩm tại khu dân cư Sedeco ven sông hoặc là nhà bè quận 7 Bình Chánh thì alo ngay cho Phước Sửu nha.